chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ có được những lá thăm may mắn để tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho tất cả những người tham gia ở đây. Và nếu như mà quý vị may mắn thì chúng ta sẽ nhận được đó chính là một chiếc máy ép chậm của thương hiệu Panasonic. Và ngoài ra thì đối với các cô chú, các anh chị và các bạn nào chúng ta đã có những giao dịch thành công với sản phẩm The Lago Central trong thời gian vừa qua, từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, thì quý vị sẽ có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, và giải thưởng của chúng ta sẽ là một chiếc điện thoại iPhone 13 256GB quý vị nhé. Rất mong là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm tuyệt vời cùng với The Pearl Riverside, cũng như đặc biệt đó chính là với tại địa điểm của chúng ta. Ngoài ra thì còn có việc là mình sẽ được du hành trên sông Vàm Cỏ Đông, và tại đây thì quý vị sẽ có những khoảnh khắc rất là tuyệt vời trên sông Vàm Cỏ Đông, rất là nên thơ và dịu mát ngày hôm nay cùng với tiết trời rất là đẹp thưa quý vị. Và ở trong nhà điều hành của chúng tôi thì cũng có chuẩn bị từ trà và bánh ngọt, hy vọng rằng quý vị trong khoảng thời gian chúng ta chờ đợi to carry.